Alo, anh hả? Cho em giao hàng. Cho em ra hàng. Cảm ơn, làm theo lòng. Tôi đây à. Làm gì anh? Đo thân nhiệt. Mình bước vô. Vô đây lên. Đủ điều kiện rồi. Chưa gặp đại ca. Em làm gì đó? Em ra hàng. Cho em xin ký nhận. Bốc một lá đi. Công ty cổ phần giải trí Điền Quân Network. Trời ơi, công ty Điền Quân nổi tiếng lắm á là. Wow, để mở ra coi. Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Hùng Đông Tin. Còn đây là Quang Đông Tin. Hùng vừa nhận được bức thư của Điền Quân Network. Thì bây giờ Hùng sẽ khui cho bạn xem trong bức thư thì nó có cái gì nha cả nhà. Công ty Điền Quân này có nghĩa là muốn Hùng tham gia cái network của công ty Điền Quân. Các bạn có biết công ty Điền Quân Network không? Công ty Điền Quân Network này rất là nổi tiếng trong nhà. Rất là nhiều chương trình nha các bạn. Chẳng hạn như chương trình là Giọng Hải Giọng Ai. Bị nghe cái quên bạn rồi. Cái gì mà năm chú tiểu cười cười á. Là Thách Thức Danh Hài. Thách Thức Danh Hài cả nhà. Tình của Điền Quân lại mà. Anh Khương Dừa. Như không phải, Columen. Columen không, Columen đọc Columen rồi, Columen á. Columen nè, tôi vừa hay là như cổ phần á. Hình như là vậy. Để coi, có quan trọng là coi cái phần trăm chi như thế nào á. Doanh thu từ hoạt động khai thác kinh doanh bên kênh YouTube sẽ chia theo tỷ lệ như sau. Bên A 30%, bên B 70%, có nghĩa là mỗi tháng Hùng kiếm 100 triệu tiền YouTube thì Hùng sẽ chia cho bên Network Điền Quân là 30 triệu như thế nha. Ví dụ thôi. Đọc xong mình ký thôi. Cả nhà ơi, thì Hùng đã trở thành đối tác của Điền Quân Network cả nhà. Cả nhà có ai mà làm YouTube thì các bạn có những cái kênh nào mà đã bật kiếm tiền được rồi thì các bạn nên hợp tác với những cái network này như Điền Quân này nè, thì người ta sẽ hỗ trợ cho các bạn phát triển nhanh hơn, nhiều người đến hơn. Có thể các bạn có thể tham gia những cái game show như cả nhà, game show như là Thách Thức Danh Hài và Mà Giống Ai, rất là nhiều game show nổi tiếng bây giờ, các bạn có rất là nhiều cơ hội. Đúng rồi, Columen là không vừa là những ông trùm về game show rất là giỏi. Rồi chào cả nhà, các bạn cả nhà.